của những người sợ trò tung hoa của cô dâu. Rất tốt tính, ăn nói rất nhẹ nhàng, rất thẳng tính, con người khéo léo lắm, ra ngoài rất nhiều người thầm thương trộm nhớ nhưng không có tính thẳng lơ. Chị nào hôm nay ăn rau hay ăn bún thế? Hôm nay á, hôm nay mình đi ăn cỗ các bạn ạ. Hôm nay là ngày đại hội lấy chồng lấy vợ, mà hôm nay là ngày hội mẹ đám cưới mà. Mình tức là kiểu cứ một năm là sẽ có cái vài cái ngày mà kiểu như là cả nước cưới. Có một vài ngày kiểu ngày đẹp ấy. Cứ ngày đến ngày đẹp ấy là ai cũng thấy cưới luôn. Tại vì lúc đầu mình cũng không để ý đâu, mình không biết là ngày đẹp hay là ngày gì cả. Mình thấy bạn mình cưới mời đi thì mình đi ăn thôi. Cái xong hôm nay mình lướt new feed thì thấy là ảnh cưới up lên nhiều lắm. Tức là không phải chỉ có mỗi bạn mình mà là có rất nhiều người cũng cưới, người khác cũng cưới xong rồi cũng đăng lên ấy. Nhiều lắm, chắc hôm nay là ngày đẹp. Thế khi nào đám cưới á, không biết. Ăn hết từ đám cưới này sang đám cưới khác rồi, món hết cả đít rồi nhưng mà chưa biết là hồi nào cưới. Các bạn có biết được là thường thì trong đám cưới nó sẽ có cái tiết mục tung hoa không? Nó sẽ có cái tiết mục mà tung hoa xem ai là người tiếp theo ấy. Đúng, ai mà tóm được hoa thì đấy sẽ là cái người cưới tiếp theo ấy. Chưa bao giờ mình dám tham gia vào cái đoạn đấy cả. Mình chưa bao giờ mình sẵn sàng cho cái việc kết hôn. Mình nghĩ là một là ai đấy mà kiểu phải có đối tượng rồi, kiểu người ta có người yêu rồi, người ta muốn cưới hay gì người ta mới ra đón hoa. Hay là tức là hôm nay thì không có cái tiết mục đấy, tại bọn mình đến hơi muộn qua cái tiết mục tung hoa rồi. Nhưng mà mình cũng đi ăn khá nhiều đám cưới rồi. Nhưng mà bất kể đám cưới nào mà đến cái tiết mục tung hoa là mình lẩn luôn. Là chưa bao giờ mình muốn nhận được hoa luôn ý. Tại vì là tâm hồn mình còn trẻ trung lắm, mình vẫn còn ham chơi lắm. Chỉ có mỗi kiểu kênh chat gây áp lực cho mình thôi. Nhà mình là bây giờ vẫn còn đang ép bà chị mình, chứ đã ép mình đâu, chả đã đến một mình đâu. Chỉ bố mẹ mình suốt ngày giục bà chị vì mình lấy chồng thôi. Có mỗi kênh chat này bị làm sao ấy. Người ta còn rất là trẻ, người ta còn rất là yêu đời, suốt ngày hỏi bao giờ lấy chồng, ai mà biết được. Khi nào mà mình có đối tượng rồi, kiểu mình có người yêu rồi, mình mong muốn kết hôn rồi thì mình mới gọi là thích cầm lấy hoa, đúng không? Thích kiểu như là nhận hoa này kia để kết hôn ấy. Chứ đây thì không, sợ lắm, không dám luôn. Thân trẻ mặt già. Không, vẫn trẻ mà. Mặt mình vẫn trẻ mà, các bạn nói gì đấy? Trông mặt mình trẻ măng luôn ý. Kiểu như là nhìn phát là thấy kiểu yêu đời. Nhìn phát là thấy là kiểu vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn. Cái tuổi gọi là mẹ ngủ đến nửa buổi trưa, nửa buổi chiều. Chứ làm gì có... Không nói vậy thôi, chứ mình dạo này mình cũng dậy sớm làm việc lắm. Đéo tin. Mình xin phép hỏi nàng sinh năm bao nhiêu á? Mình á, trẻ lắm. Để mình đợi con cua lên để chứng minh cái sự trẻ trung của bản thân. Có nhớ đây. Còn lâu mới lấy chồng. Biết là hồi nào lấy chồng. Bây giờ mà mẹ nhả vía thì mình cũng chịu đấy, mình không dám xin đâu. Sợ lắm. Tết này chị Nắng còn được lì xì không á? Lì xì á? Nói chung là cũng có nhưng mà không có nhiều. Đại khái là được một số bạn ở trên kênh chat. Kiểu như là mình là em bé các bạn ấy thì các bạn donate, các bạn lì xì thôi. Chứ còn về quê thì cũng không có. Có mẹ thì năm nào mẹ cũng lì xì để lấy kiểu như lấy may ấy. Nói chung là mẹ lì xì kiểu là mỗi đứa một tờ để lấy may thôi. Đấy thì năm nào cũng có. Hôm nay mình đi ăn cưới với cả ăn cưới bạn mình á, thì bình thường là mình có một thằng bạn ở lớp thì kiểu cũng khá là thân ấy, cũng hay đi với nhau. Thì cứ đứa nào trong lớp cưới là mình lại nhắn tin với nó, nói nhắn tin với mình hỏi là thế mày có đi không, tao có, thế mày nhớ qua đón tao nhớ. Tức là mình với cả nó hay đi với nhau. Đấy, thì là hôm nay nó cũng qua chở mình đi. Sau khi mà bọn mình ăn cưới xong ấy là bọn mình có đi chơi, đi ăn linh tinh xong rồi cái lúc về. Đúng lúc về thì mình đang mở cửa, mình chuẩn bị đi vào nhà rồi, nó bảo à Huyền ơi, còn cái này. Xong mình quay ra, mình nhớ lúc ấy trong đầu mình nhảy số rồi. Mình nghĩ là à, vừa Tết xong chắc bạn mình nó lại định rút lì xì ra cho mình hay sao ấy. Đấy, kinh nhở. Tại vì mình cũng quên mất là qua Tết rồi, với cả mình cũng kiểu cũng không hay để ý là mình cũng không có chuẩn bị lì xì cho nó. Nhưng mà tự dưng là mình đang chuẩn bị đi vào nhà rồi, nó quay ra bảo à Huyền ơi con này. Xong rồi nó kéo cái túi, kéo cái áo khoác xuống, xong nó thọc tay vào nó móc móc. Xong nó cúi xuống móc móc này. Xong mình chờ đợi lắm, mình nghĩ là nó đưa cho mình cái lì xì cho nó thế này. Cái lũ má mẹ nó cay nó chịu được ạ. Ừ, không còn cái gì mà nó buồn hơn cái sự hụt hẫng hết á. Lúc ấy là mình tưởng là nó kéo áo ra, nó đút tay vào, nó lấy cho mình cái lì xì. Quá là nó kéo thế này xong nó thế này. Mẹ nó. Tí nữa thì mình sút nó bay ra ngoài đường luôn. Thế có mất dậy không bạn với cả bè à? Chán thật sự đấy. Hay hay bạn ơi, hay. Chuyện đi giày trắng răng và nỗi khổ kiêng khem. Để kể cho mọi người chuyện tháo niềng răng á. Thì bởi vì là mình nhận được tin nhắn của nha khoa. Người ta kêu mình hôm nay là 10 giờ sáng qua nha khoa để kiểm tra răng. Thì mình qua kiểm tra xong rồi chị bác sĩ cũng bảo mình là răng ok rồi các thứ rồi. Em có muốn chỉnh gì, em có hỏi gì được không, em có muốn chỉnh gì được không để chị kết thúc cái niềng răng đấy á. Thì mình cũng bảo là vâng các thứ rồi. Thế xong rồi là trước là răng mình có mẻ mẻ một xíu ở đây này, nhưng hôm nay chị đấy hàn vào cho mình rồi, chắc mọi người không nhìn thấy đâu đúng không? Nhưng mà đây này, hai cái răng cửa rồi, bây giờ thì nó đã
nó đã đều rồi, như trước là nó có bị mẻ một xíu 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 gì xíu, tại vì do mình cắn vào cái đũa inox. Có lần mình ăn, mình cắn vào đũa inox thì nó bị mẻ một xíu, thì người ta cũng có hàn vào rồi, người ta cũng chỉnh lại cho mình rồi. Nice. Mình niềm ra không nhổ, răng của mình nó cũng không có chen chúc nhiều, cũng không có thừa răng nên là không phải nhổ. Thì chỉ nói chung là chỉ dàn lại cho nó đều thôi. Okay. Kiểm tra các thứ xong rồi thì chị bảo là sau khi mà niềng xong á sẽ cần phải làm khay duy trì, với cả có một cái kiểu như là người ta tặng kèm đấy là tẩy trắng răng ấy. Sẽ được tẩy trắng răng tặng kèm. Thế em có muốn làm luôn không? Đấy, xong rồi mình nghĩ là mình rất là lười đi á. Đến cả cái việc hôm nay phải đi qua nha sĩ là mình cũng lười rồi á. Thì mình nghĩ là thế thôi, làm luôn đi cũng được. Đầu tiên mình còn định bảo người ta nhổ nốt cái răng khôn cho mình đi cơ, tại vì mình còn một cái răng khôn ở đây này. Thì bảo người ta nhổ luôn, nhưng mà nghĩ là bây giờ mình chưa có sắp xếp lịch làm việc của mình mà tự dưng mình nhổ cái về mình phải làm việc các thứ thì chắc là không được. Thế là thôi. Ê, xong rồi mình kêu là thế thì tẩy luôn cũng được. Thế là mình cũng hỏi lại luôn là tẩy răng thì nó có hại gì không ấy. Chị bác sĩ bảo là không, chả hại gì cả. Thì mình rất là tin tưởng chị ấy, mình cũng bảo vâng thế thì em tẩy luôn cũng được. Thế xong rồi chị kêu chị y tá tẩy cho mình. Thì cái chị y tá đấy ngồi bắt đầu nói là nó sẽ có thể làm buốt răng nhá, nó có thể làm buốt hoặc là rất buốt ấy. Thì nếu mà lúc mà mình buốt thì mình nhớ là trong cái lúc mà mình bôi thuốc vào với cả mình chiếu đèn á, mà buốt quá thì mình nhớ giơ tay lên nhá, là mặt mình đỏ tái tái rồi, tại vì răng của mình rất là yếu, nó rất là dễ buốt luôn ấy. Là mình cũng sợ rồi. Xong mình mặt mình cứ này. Thôi xong chị bảo là sau khi mà tẩy xong ấy về nhà thì nó có thể là nó sẽ buốt, thậm chí là nó có thể giật lên đầu á, thì mình có thể về mình uống Panadol nhá. Xong mình kiểu lúc ấy là mình đang hối hận rồi, bởi vì là lúc đầu mình hỏi chị bác sĩ là có hại không á, mình cứ quên không hỏi có đau không, mình chỉ hỏi là có hại không, có hại răng không, tại vì răng của mình thực yếu mà, người ta niềng cho mình bao lâu thì người ta cũng biết cái răng miệng của mình nó như thế nào rồi á. Đấy thì chị y tá bảo không sao cả, thế là mình cũng tin. Thế xong đấy chị y tá chị bảo là về nó mà đau thì nó giật lên đầu thì bắt đầu thì có thể uống Panadol. Là mình nhớ là trước là mình có xem là mấy cái ảnh ở trên mạng mà người ta nói lý do là tại sao đau răng nó lại khó chịu như thế, nó rất là đau bởi vì là những cái dây thần kinh ở cái vùng răng này nó nhiều, nó nối lên cả đầu ấy, nên là cái lúc mà mình đau răng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả đầu cả người luôn. Nói chung là đau lắm ấy, đau răng là cái rất là khó chịu. Đúng đúng. Đấy, thế là lúc ấy là mình cũng hãi rồi. Xong rồi chị vành mồm mình ra, xong bắt đầu chị đấy kiểu như là bảo là mình sẽ tẩy rồi là các thứ, xong rồi chị vừa nói chị vừa hỏi mình á. Thế là chị bôi thuốc cho mình, xong rồi chiếu đèn một lúc sau thì nó buốt, thế là kiểu mình phải rồi mình kiểu nhăn nhó, xong rồi mình giơ tay lên, đến lúc mình không chịu rồi mình giơ tay lên á, thì chị hỏi buốt cái nào, xong mình chỉ thế là chị đấy lau thuốc ở hai cái đi mà phải chiếu đèn hai lần đó, nó buốt vãi chỗ luôn. Mình không nghĩ là tẩy răng lại buốt như thế á. Vạch mồm mình ra. Ừ đấy, xong rồi người ta sẽ có cái dụng cụ để người ta vạch mồm ra, xong người ta nhét cái bông ở bốn góc này này. Xong rồi là người ta tẩy răng cho mình, người ta tẩy 10 cái ở đằng trước này này, còn hai cái răng hàm trên này, dưới này, trên này đấy, thì người ta sẽ không tẩy răng hàm, tại vì là để cho răng hàm nó không bị buốt ấy. Mình về mình còn ăn uống á, thì người ta sẽ tẩy khoảng 10 cái. Đây, răng này là răng có tẩy hơi hơi rồi á. Nhưng mà có tẩy hơi hơi rồi, tại vì mình chịu không nổi. Nên là đấy, bây giờ mình nói chuyện mình hít vào mà gió nó rít qua kẽ răng mà mình vẫn thấy buốt luôn. Người ta bảo là sẽ buốt trong khoảng tầm 2 ngày thì nó sẽ khá là buốt. Còn nếu mà đau quá không chịu được thì uống Panadol, và phải kiêng hoàn toàn đồ ăn và đồ uống có màu trong 2 tuần. Trong 2 tuần là không được ăn cái gì, không được uống cái gì có màu. Lúc ấy là trong đầu mình bắt đầu tưởng tượng ra là đồ uống có màu là cà phê, đúng không? Mà mình là cái đứa nghiện cà phê, không có một ngày nào mình không uống cà phê hết. Đấy, bình thường là mình sẽ phải uống ít nhất 1 bình một ngày, nếu không là 2 bình đấy. Nhưng mà bây giờ người ta kêu mình không được uống đồ uống có màu, trong đầu mình là nghĩ đến luôn cà phê, coca các thứ là mình không uống. Thế còn đồ ăn có màu thì mình cũng không biết đồ ăn có màu là đồ ăn gì. Thì cái lúc mà mình tẩy xong rồi, mình ra mình hỏi chị y tá là chị ơi đồ ăn có màu là đồ ăn gì. Xong chị bảo là ví dụ như là thịt kho này, ví dụ như là cái gì nhỉ, rau mình ăn rau được, nhưng mà rau nào mà nấu ra nước màu trắng thì mình ăn được nhá, còn rau nào ví dụ như rau dền nó không được ăn đâu nhá. Xong mình kiểu phải thì ăn cái gì nhỉ, mình chỉ tưởng tượng ra cháo trắng thôi, mình không biết được là ăn cái gì không có màu luôn ấy, cái gì cũng có màu luôn. Đấy, thế lúc đầu mình nghĩ là có đồ có màu ví dụ như là sô cô la hoặc là cacao, cà phê, coca các thứ thì không được uống, không được ăn thôi, nhưng mà không được uống cà phê bằng phễu á, không được, nó vẫn sẽ dính vào răng luôn ấy, nên là không được uống cà phê. Với cả mình cũng chưa bao giờ tẩy trắng răng cả. Ngày xưa mọi người hay khen mình răng trắng là do răng của mình, kiểu đợt nào mà mình không ăn uống nhiều những cái đồ có màu, mình vệ sinh răng miệng sạch sẽ các thứ là răng mình nó sẽ tự nhiên trắng rồi. Nhưng mà bởi vì cái này là free đính kèm trong cái liệu trình niềng răng của mình ấy, nên là mình được tặng kèm luôn thì mình dùng luôn, chứ bình thường mình không có ý định đi tẩy trắng răng bao giờ hết á. Thế là đây mọi người nghĩ ạ, nhở ngửa cổ lên dốc thẳng cà phê vô cổ họng ý dính thế nào được á? Được luôn ý hả? Hay là thế nhỉ?
nhưng mà mình cũng sợ lắm, tại vì mình nghĩ là răng bây giờ nó đang yếu như thế, mà mình uống vào nó mà dính vào nó còn vàng hơn, nó còn tối màu hơn cả răng của mình trước khi tẩy nữa. Chắc phải làm ống truyền cà phê, vừa lai vừa bơm cà phê vô người á, thế tiêm thẳng vào máu rồi. Bóc phốt cực mạnh, siêu đầu bếp, Hưng Đàm. Kể cho mọi người nghe một chuyện. Trên thế giới này mình không phải là cái đứa mẹ dở hơi cắm lợn nhất, mà còn có nhiều người khác nữa và nhiều chuyện nữa. Hôm nay mình kiểu như là mình rất là đau đầu ấy. Thì sau khi mà mình test game xong, để buổi tối mình có một cái job live stream ấy, thì buổi chiều mình ngồi mình test game với cả test cam các thứ, với cả bên bên nhà phát hành xong. Xong rồi cái mình đi nghỉ một tí để tối mình stream. Mình định là uống hai viên thuốc nữa cơ, nhưng mà mình nằm ngủ tầm 30 phút cái mình dậy mình cũng thấy đỡ đỡ rồi. Thế là mình dậy mình mới mò xuống nhà để mình ăn bánh bao. Thì trong cái lúc mà mình đi đến nửa cầu thang thì mình ngửi thấy mùi thơm phức ở dưới nhà. Mình bảo ôi, nay ai nấu cơm ấy nhỉ, sợ đấy nhỉ, hôm nay là có người nấu cơm ở dưới nhà. Tại vì là cái mùi thơm nó bốc lên từ bếp, mà nhà mình có ba đứa thôi, có mỗi Hàng Đàm của mình với thằng Hưng thôi. Mà mình đây rồi thì mình không nấu rồi, thì người nấu chắc là Hàng Đàm hoặc thằng Hưng. Thì mình đi đến phòng đến tầng thứ hai thì thấy là phòng Hàng Đàm vẫn sáng đèn. Thì mình lại thấy đèn ở dưới bếp sáng, thì mình nghĩ chắc không phải thằng Đàm rồi, chắc Hưng. Thế mình đi xuống, mình đi gần đến nơi thì thằng Hưng nó hỏi là chị đi đâu ấy. Thì mình bảo ơ Hưng à, Hưng ăn cơm mà, Hưng nấu cơm mà. Nó bảo vâng em đang ăn cơm, xong mình phải ăn với gì đấy. Đấy, sau đó bảo là em ăn với cả cá hồi rán. Xong mình kiểu trong đầu mình lúc đấy kiểu nhâm cá hồi rán nhỉ. Xong mình bảo cá hồi ở đâu, nó bảo là cá hồi hôm qua chị Hằng được tặng sushi ấy. Sushi mày mang rán lên mày ăn. Vâng. Mình tưởng là mình là cái đứa hãm nhất rồi, tại vì mình là cái đứa mình không ăn cá hồi sống, tức là sushi với cả kimbap các thứ mà có cá hồi sống là mình không ăn được, là mình chỉ ăn được cá hồi rán, cá hồi chín thôi. Mình tưởng là mình là cái đứa mẹ bị xỉ vả nhiều nhất rồi, tại vì mỗi lần mà mình nói mọi người là mình thích ăn cá hồi rán, không thích ăn cá hồi sống là mọi người chửi mình ghê lắm. Mọi người bảo mình là ngu mồm người này kia, mọi người bảo là ai mà ăn cá hồi mà mang rán cả sushi, người ta làm ra như thế là cả một cục như thế là để đút tỏ mồm ăn luôn đúng không? Chả có ai đi rán cả, thằng kia nó nhặt hết sushi, nó nhặt hết cá hồi ra nó rán, mọi người nó rán luôn mà, các anh tưởng chưa, nó rán xong rồi nó ăn cái cơm. Ui, thảo ma Canada ấy. Mình thì mình quen cái điều đấy, mình làm cái điều đấy thì mình thấy bình thường, nhưng mà mình rất là ý thức ấy. Ví dụ như là cá hồi mà nguyên tảng, nguyên khối mà nguyên con mà bình thường mà mình mua về ở siêu thị ấy, thì mình về mình rán lên thì không sao. Nhưng mà đây là sushi, các bạn hiểu không? Sushi tức là người ta đã thái rất là mỏng rồi. Người ta thái rất là mỏng rồi để người ta đắp lên miếng cơm, để vừa đủ cái miếng cơm để bỏ vào mồm. Mà cá hồi để làm sushi thì thường nó sẽ không phải là cá hồi đông lạnh, mà nó sẽ tươi, nó sẽ ngon, nó sẽ kiểu như là cá hồi mà được tuyển chọn đấy. Ừ, nó mang đi rán mọi người ạ. Một miếng cá hồi nó mỏng như này, mỏng đến cái mức mà mình cảm giác là mình dơ lên là cái ánh sáng nó chiếu qua được cái miếng cá hồi đấy á, mà nó mang đi rán mọi người ạ. Mà mình cứ nhìn cái đĩa cá hồi, mình nhìn đĩa cá hồi kiểu mỗi miếng nó mỏng dính như này, nó mỏng dính xong rồi nó bé tí. Ui, nó mang rán thế thì chịu đấy, thế thì nó còn kinh hơn cả mình luôn. Tại vì nhá, mình không đến cái mức đấy đâu các bạn. Đéo tin. Mình thích ăn cá hồi rán, nhưng mà mẹ cá hồi mua ở siêu thị thì mình rán thôi, cá hồi đông lạnh thì mình sẽ đông nên mình rán thôi, chứ đéo ai lại mang sushi đi rán đấy, chịu hẳn luôn. Cái quả này thì mình không đỡ được, quả này thì lần đầu tiên mình thấy, quả lần đầu tiên thấy thật. Ui mẹ chịu, nhìn trông sợ ấy trưởng, đâu kiểu gì luôn mà. Ôi thật đấy, hôm nay mình xuống nhà mình còn cảm thấy chóng váng. Chắc chị Hằng chưa biết đó, chắc chị Hằng chưa biết cái quả là, tại vì hôm qua là mình ăn xong cái bánh bao rồi nhá, xong rồi là mình đi tắm thì mình tiện thì mình đánh răng luôn. Thế Hằng Đàm gọi mình xuống ăn sushi thì mình bảo là một là mình không biết ăn cá hồi sống nên là mình không thích ăn sushi, hai là mình đánh răng rồi nên là mình cũng lười xuống. Thế là Hằng Đàm kiểu ăn không hết, Hằng Đàm bỏ tủ lạnh, nay thằng kia mang đi rán cá hồi trên miếng sushi luôn. Ôi thế thì chịu rồi, rán lên xong sóc gia vị cũng ngon mà. Ui điên à, nhưng mà phải tùy loại chứ, cá hồi mà mua ở siêu thị mà đông lạnh thì mình rán. Chứ cái mà người ta đã chế biến này, cái món sushi đắt tiền như thế rồi cứ mang đi rán thì không thể hiểu rồi. Eo ơi, mình là cái đứa ăn uống vô lý nhất rồi mà mình còn không thể nào mà thấm nổi cái khẩu vị của cái thằng kia chịu ấy. Xong mình hỏi là thế mày không ăn được đồ sống à? Xong nó bảo là tùy món, cá hồi không ăn được. Xong mình hỏi thế mày có ăn được rau sống không? Nó bảo có. Thế tức là thằng này nó vẫn khá hơn mình ở khoản đấy, nó vẫn ăn được rau sống chứ mình không ăn được rau sống nhá. Đồ ngu, đồ ăn hại.